Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các vị đại biểu, các câu lạc bộ lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi giao lưu thành công rực rỡ. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng các hội viên trong các câu lạc bộ, hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi, cả nước đang nô nức lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, hướng tới mừng kế hoạch về đích nông thôn mới trong xã Tân Dân, và đặc biệt chuẩn bị đón mùa xuân mới năm 2024. Được sự quan tâm và nhất trí của Đảng, chính quyền và các ban ngành trong thôn, hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2023, Câu lạc bộ Dưỡng sinh thôn Môn Tự tổ chức một buổi giao lưu với các câu lạc bộ trong xã. Kính thưa các quý vị, xuất phát từ nhu cầu thực tế hiện nay, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của các hội viên hội người cao tuổi trên địa bàn xã nói riêng và huyện Sóc Sơn nói chung được phát huy và duy trì. Đây là sân chơi cần thiết, cùng với việc tiếp tục các chính sách chăm sóc người cao tuổi về mọi mặt đời sống, văn hóa và tinh thần, tiếp tục làm cho không gian văn hóa của các câu lạc bộ thêm phần khởi sắc và khẳng định việc bảo tồn và phát huy những giá trị âm nhạc truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. Tiếp tục tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi trong đời sống tinh thần của người cao tuổi trong toàn xã. Qua các buổi giao lưu này, nhằm gắn kết tình cảm cộng đồng, học hỏi, chia sẻ về các hoạt động nghệ thuật giữa các câu lạc bộ. Từ đó, khởi dậy niềm đam mê yêu đời, yêu ca hát, yêu cuộc sống này nhiều hơn. Vì nó là món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi con người chúng ta. Và nó cũng là liều thuốc bổ, xua tan những mệt nhọc, ưu phiền sau những ngày lao động mệt nhọc. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình giao lưu dưỡng sinh văn nghệ giữa các câu lạc bộ trong và ngoài xã ngày 21, ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Xin chúc các vị đại biểu, các hội viên trong các câu lạc bộ về tham dự có nhiều sức khỏe, đem đến cho buổi giao lưu nhiều tiết mục hay hấp dẫn. Chúc buổi giao lưu thành công, rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, để mở đầu cho chương trình giao lưu văn nghệ hôm nay, xin mời các quý vị cùng thưởng thức một tiết mục sôi động, thắm tình đoàn kết dân tộc Việt Nam với tựa đề Vũ điệu kết đoàn. Xin mời các quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
giữa bàn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đội chiếc nón mà hỏi xem đây đã mới hẹn mấy hò, mà sao người quán họ cứ sâu nụ cười thầm trong vành nón ba tầng và trong chiều hò nhịp, gió tê sang, đông người người.
quê ta đi em, về với dòng sông mang lời ru của mẹ. Đời câu ca anh nghe từ thuở bé, nơi ngọt ngào năm tháng tuổi thơ ta. Về hồi làng ngắm trời đất bao la, hương bưởi hương câu thơm lừng xóm nhỏ. Chiều ven đê anh kết vòng nhân cỏ, chào em đầu đời. Hoài một niềm thương, cây đa sân đình riêng nước quê hương vẫn trong tim gạo rừng trời thắp lửa. Em theo chồng hồi quê không về nữa, đêm hội làng anh nhặt ánh trăng rơi.
Chào cái gì quá lên, đi lên đây.
Vườn nhìn đẹp hay không thì nhìn vào hình sẽ biết ạ. Thank you.
Thank you.
đấy nhá. Thì nó đẹp hơn.
À, thế đúng rồi, bà đứng ở đây, là nhìn này, nhìn vào mé này. Nhìn không này. À, tôi đã bỏ buông, cứ buông tay hết, buông tay này, bỏ đây ba này. Về nữa, đêm hội làng, anh nhặt anh trong Yeah.
tại tấm và này và này lúc ấy cũng lên thì là đây là trong hai người có đánh nhau không? Cười vào tươi cười đi như này các bạn ơi. Thế cứ cười tươi tiếp đi xem nào. Ông sầu quá. Yeah.
đi được không? Bây giờ được không? Chào chào đi chị. Thank you.
Được rồi. Okay. Cảm ơn nha. Ôi à. Đang nghỉ đi.